Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, xem tử vi cho tuổi Canh Thìn tháng 5 sẽ giúp cho quý vị các bạn sinh năm 2000 biết được những khó khăn và thuận lợi của mình. Bởi do vận khí của con người mỗi tháng là khác nhau, không có sự giống nhau giữa các tháng cũng như là các năm. Thế nên các bạn cần phải nắm rõ vận hạn hung cát của mình để chúng ta có được những bước đi chính xác nhất. Phần tử vi của tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 trong tháng 5 âm lịch này sẽ luận giải cuộc sống của bạn theo 4 phương diện, đó chính là tiền bạc, học tập, tình duyên, cùng với các mối quan hệ trong cuộc sống một cách đầy đủ và chi tiết nhất. Sau đây sẽ là phần luận giải tử vi cho tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 trong tháng 5 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 vốn thông minh, lanh lợi bẩm sinh, phản ứng nhanh nhạy, quan sát tinh tế. Bởi vậy không mấy vất vả khi quản lý kinh tế tài vụ. Có điều tuy họ biết cách quản lý tiền bạc nhưng không sao chuyên tâm theo đuổi phú quý. Thông thường, đối với họ tiền bạc chỉ là phương tiện để đạt được mục đích cao nhất của đời người mà thôi, chứ không phải là thứ quan trọng. Điều họ mong muốn duy nhất chính là thực hiện được ước mơ của bản thân. Vận thế của những người tuổi Canh Thìn có những bước phát triển tích cực trong tháng 5 năm 2022, đặc biệt là trong các lĩnh vực học tập nghiên cứu. Những người đang đi học có thể giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ nếu giữ tinh thần học tập nghiêm túc, không lười biếng ỷ lại và có hiểu biết sâu sắc về những tri thức liên quan. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh cũng nên đọc thêm nhiều sách vở tham khảo giúp tăng cường vốn hiểu biết về chuyện tình cảm. Tháng này bản mệnh chịu nhiều áp lực trong công việc nên dễ đem những cảm xúc tiêu cực trút lên một nửa của mình. Xét về thiên can, Canh Dương Kim gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Canh Thìn sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không mong muốn với bạn đời. Và nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, công việc tháng mới khá lý tưởng, đặc biệt là những người đang có công việc ổn định. Bạn hoàn thành rất tốt trọng trách của cấp trên giao phó, nhận được sự đánh giá cao. Ngoài ra quý nhân vận vượng đúng lúc giúp bạn nhận được sự tương trợ hết sức kịp thời. Tuy nhiên, thành hai bại, cái chính vẫn phải dựa vào sự phấn đấu của bản thân. Gia chủ cần mạnh dạn tự tin hơn nữa, đồng thời giữ thái độ khiêm tốn học hỏi, hòa đồng với tập thể sẽ rất tốt cho con đường thăng tiến sau này. Những người vẫn còn đang mông lung với con đường phía trước thì đừng quá lo lắng, bạn vẫn còn trẻ, vẫn còn cơ hội đứng dậy và bước tiếp. Học cách thích nghi với những môi trường khác nhau và tích lũy kinh nghiệm qua những lần vấp ngã sẽ giúp bạn trưởng thành hơn. Với người đang đi học hay có ý định học lên cao cần phải tập trung tinh lực, đừng để áp lực tài chính hoặc rắc rối tình cảm làm lu mờ ý chí mà bỏ cuộc giữa chừng. Nên học cách nhìn xa trông rộng, hướng về tương lai tươi sáng, bạn sẽ thấy có rất nhiều điều đáng để phấn đấu đạt được. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Canh Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi dự báo tháng này công việc tiến triển tốt đẹp, hứa hẹn đường tài lộc tăng tiến mạnh mẽ, việc tăng lương hoàn toàn có thể xảy ra. Những bạn trẻ mới bắt đầu đầu tư kiếm thêm thu nhập cũng sẽ nhận được sự trợ giúp và chỉ dẫn của quý nhân để tìm ra con đường phù hợp, hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị. Cần phải chú ý rằng, trong tháng có nhiều chi phí phát sinh bất ngờ, dù là nguồn thu nhập ổn định thì tiền đến rồi lại đi. Rất cần kế hoạch quản lý tài chính chặt chẽ. Có như vậy, bạn mới không bị phá tài, ngược lại còn có thể tích lũy một khoản cho riêng mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe.
tình hình sức khỏe nhìn chung không có vấn đề gì đáng lo ngại. Vì vẫn đang ở độ tuổi ăn lớn nên chú ý vấn đề dinh dưỡng, rèn luyện thể chất là được. Tuy nhiên vì có nhiều hung tinh xung chiếu, cần đề phòng nguy cơ xảy ra va chạm giao thông trong tháng này. Chú ý khi di chuyển đi lại giữ an toàn giao thông, nếu không trường hợp xấu là bạn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Với những người đã đi làm, không nên quá cật lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Bạn nên sống khoa học, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng lao động vất vả. Các quý vị gia chủ canh thìn nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi canh thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Người độc thân đặc biệt là nữ mệnh, vượng đào hoa có nhiều cơ hội làm quen với những người cùng môi trường, tăng khả năng tìm được người ưng ý. Càng chủ động tạo ra cơ hội cho mình, bạn càng tiến gần đến hạnh phúc. Nam mệnh dù cũng có cơ hội phát triển tình cảm nhưng lại quá thụ động, nhút nhát, rất dễ để duyên đến rồi đi một cách đáng tiếc. Nếu thay đổi, cục diện sẽ khác. Người đã kết hôn vẫn đang trong giai đoạn vợ chồng son, nên cuộc sống hôn nhân rất ngọt ngào, hạnh phúc, sớm tối bên nhau. Đa số người tuổi này đều nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ phía gia đình để thoải mái theo đuổi mục tiêu của mình. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với những người tuổi canh thìn trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 5 năm 2022, tức ngày 2 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 5 năm 2022, tức ngày 14 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 5 năm 2022, tức ngày 26 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi canh thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi canh thìn trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 5 năm 2022, tức ngày 1 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 5 năm 2022, tức ngày 13 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 5 năm 2022, tức ngày 25 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của tuổi sinh năm 2000 trong tháng 5 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi sinh năm 2000. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 5 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên chúng ta nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn, bình an và thành công trong cuộc sống của mình.